Đối với nhiều người yêu opera nói riêng và nhạc cổ điển nói chung, thì cái tên Nguyễn Trung Hiếu là một câu chuyện khá thú vị. Cho đến năm 21 tuổi, anh chưa một lần nghe nhạc cổ điển, không biết thanh nhạc và opera chuyên nghiệp là gì. Nhưng chỉ sau khi xem một vở opera ở New York, Hiếu đã vô cùng bất ngờ và xúc động, quyết định nghiên cứu và tiếp cận thứ âm nhạc này một cách nghiêm túc. Chàng trai trẻ đã đạt được những thành công bất ngờ. Anh sở hữu chất giọng techno với màu giọng baritone độc đáo. Khả năng trong nghệ thuật của anh được phát hiện bởi các giáo sư âm nhạc và người chỉ huy dàn hợp xướng của trường đại học khi anh đang học tại trường đại học Bass tại Maine, Hoa Kỳ. Cái duyên của anh với âm nhạc thực sự là một điều bất ngờ cho chính bản thân anh. Bởi tại đại học, anh được nhận học bổng toàn phần để theo học ngành tâm lý học chính trị, một ngành học hoàn toàn không liên quan tới âm nhạc. Thì từ cái đam mê ban đầu của cái buổi lần đầu tiên mà mình nghe hát opera tại New York đến cái lúc mà mình được tiếp cận một cách chính thống hơn về nhạc cổ điển là như thế nào, và sau đó được các thầy đào tạo và các thầy huấn luyện và phát hiện ra cái giọng hát của mình. Sau đó thì mình bỏ một số thời gian về Việt Nam và tìm hiểu hơn về âm nhạc ở Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc cổ điển có khả năng và sức sống như thế nào. Thì dần dần mình cùng với là những cái trải nghiệm trong cuộc sống nhiều hơn mà mình đã quyết định được rằng là có lẽ là nhạc cổ điển, đặc biệt là thanh nhạc và opera sẽ là một con đường lựa chọn trong khoảng thời gian sắp tới. Opera rất kén người nghe và đặc biệt kén người hát. Muốn trở thành một ca sĩ hát opera thành công đòi hỏi thể lực, tài năng và sự kiên trì rèn luyện. Những khó khăn đó có lẽ sẽ nhân lên nhiều lần đối với một người rẽ ngang như Hiếu. Và có những lúc tưởng chừng như đam mê này đã phải dừng lại. Có những lúc mà mình cũng rất là muốn từ bỏ bởi vì nó quá là khó. Nếu mà chúng ta đi ăn nhạc bình thường, nhiều khi chúng ta còn có thể làm biểu diễn trong ngành giải trí, nhưng mình lại chọn một cái ngành là nhạc cổ điển, nó còn khó có đất để dụng võ ở Việt Nam hơn, thì khó vô cùng. Nhưng mà và bởi vì mình thất bại cũng không ít, thế nên là cứ mỗi lần như thế mình lại đứng lên, thì càng về sau thì cũng phải có may mắn có sự giúp đỡ của bố mẹ và bạn bè, có những người thân nhất với mình luôn luôn ủng hộ, thì bây giờ thì cái con đường nó dần dần nó cũng đã rõ ràng hơn và mình đã gần lần khẳng định được hơn cái con đường của mình là một con đường đúng đắn. Trung Hiếu sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, bố mẹ đều là bác sĩ. Bởi vậy, việc con trai tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý học chính trị của Đại học Bass Hoa Kỳ, nhưng lại bất ngờ lựa chọn trở thành một nghệ sĩ opera. Đến nay, vẫn luôn là câu chuyện gợi cho họ thật nhiều cảm xúc. Thì mình lúc đầu căng lắm và phản đối là mẹ không muốn con vẫn tiếp tục theo cái ngành của con đã lựa chọn. Thế thì con trai mình mới nói rằng là con sẽ tốt nghiệp trường Đại học Bass, nhưng sau đó con vẫn trau dồi thêm kiến thức tại trường đại học Bass. Thì mình bảo là cuối cùng phản đối kịch liệt không được và cũng găng. Sự mâu thuẫn cả hai vợ chồng đều có. Thế nhưng cuối cùng thì mình cũng phải trầm lại và mình cảm thấy rằng tuổi trẻ thì sẽ có những cái quyết định rất hay và có khi bột phát như thế, có thể là có những thành công mà mình không thể ngờ tới được. Và con mình cũng không phải xuất phát là con đường nghệ thuật, hoặc mình đã hướng con từ bé là toàn những chuyên tự nhiên để theo một cái ngành tự nhiên, nhưng cuối cùng đi y cũng không theo mà lại đi du học. Thì vậy bây giờ tiếp bước một con đường con lại trẻ ngang nữa, mình về sau mình cũng đồng ý. Và mình chỉ tặng con một câu rằng con chọn một cái ngành nào tiếp mà có lợi, có ích cho cộng đồng sau này ở Việt Nam thì mẹ hoàn toàn ủng hộ. Chính sự động viên của gia đình, sự quyết tâm và đam mê của bản thân đã giúp Hiếu đạt được những thành công bất ngờ chỉ sau 4 năm tiếp cận với opera. Trong thời gian tại Bass, anh đã được lựa chọn hát solo cho những tác phẩm kinh điển như Carmina Burana, Handel's Messiah, bản giao hưởng số 9 của Beethoven và những ca khúc nghệ thuật của Schubert. Đỉnh cao trong thời gian biểu diễn tại Đại học của Hiếu là giải Á quân trong cuộc thi thanh nhạc được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo viên Xướng ca Quốc gia tại Hoa Kỳ vào năm 2014.
Và cũng từ đây, Hiếu bắt đầu con đường của một nghệ sĩ opera chuyên nghiệp và tham gia biểu diễn trong các buổi hòa nhạc tại Đức. Bên cạnh là một nghệ sĩ trẻ tài năng, có lẽ không nhiều người biết rằng Nguyễn Trung Hiếu còn là một thủ lĩnh trẻ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh là chủ tịch của tổ chức Việt Abroader gồm hơn 32.000 du học sinh Mỹ. Anh cũng là chủ tịch hội học sinh quốc tế tại Đại học Bates và điều hành các tòa nhà tại đại học. Hiện anh là giám đốc chương trình phát triển tài năng SEO Việt Nam tại Hà Nội. Có lẽ chính những trải nghiệm ấy đã đem đến cho Hiếu sự tự tin và quyết đoán với chính những lựa chọn của mình. Cái việc anh ấy làm bây giờ, tức là chuyển hẳn sang cái ngành hát opera, thì thực sự nó không chỉ là có lợi cho anh Hiếu khi mà đã có thể biết được cái sở thích của mình và quyết tâm theo đuổi nó. Ngoài ra thì nó cũng kiểu truyền cảm hứng cho những người trẻ để sống một cuộc sống có ích hơn, theo đuổi những cái gọi là niềm đam mê của mình. Biết anh cấp 3 học chuyên hóa của Hà Nội Arms, lên đại học là học ngành tâm lý. Khi ra làm công việc liên quan đến tài chính, nhưng cuối cùng Hiếu đã chọn một cái con đường mà mọi người đều bất ngờ, đó là âm nhạc. Nhưng mà khi mà mình nghe Hiếu trình bày và hát đầy cảm xúc, thực sự đấy là một câu chuyện đầy cảm hứng và sẽ truyền cảm hứng cho các bạn muốn theo đuổi đam mê của mình. Và mình tin rằng là với niềm nhiệt huyết đó, với giọng ca, với tài năng đó, thì anh sẽ thành công trong việc là đưa nền âm nhạc cổ điển, một thứ mà mình đang nghĩ là nó rất là bác học, đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Opera đã đến với Hiếu theo một cách đầy bất ngờ và cũng thật tự nhiên. Càng gắn bó với nhạc cổ điển, Hiếu càng nhận ra được vẻ đẹp và lợi ích mà nó đem lại. Và anh vẫn luôn hy vọng có thể góp phần đem tới những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, nhưng có chiều sâu và bề dày văn hóa đến với thật nhiều người Việt. Mỗi dịp về nước, Hiếu vẫn thường tìm gặp những nghệ sĩ nhạc cổ điển thành danh ở Việt Nam để học hỏi và chia sẻ câu chuyện này. Bởi Hiếu hiểu rằng đó không chỉ là mong ước của riêng anh. Thực sự thì cái mong muốn mà mang âm nhạc cổ điển được đến gần với công chúng ấy, thì không phải là chỉ Việt Nam mình đâu, mà cả nước ngoài cũng như thế. Bởi vì là cũng như Việt Nam mình cũng phát triển theo cái chiều hướng của nước ngoài, tức là cũng có rất cùng một lúc có rất nhiều cái dòng nhạc nó cùng tồn tại. Thế cho nên là ví dụ như là tôi muốn là chỉ có nhạc cổ điển nó chiếm ngôi hết tất cả toàn xã hội thì không có. Thì là mỗi một loại nhạc nó đều có những cái lượng công chúng nhất định. Thế thì cái mong muốn này của Hiếu ấy, thì cũng là mong muốn, nói riêng trong Việt Nam, thì cũng là mong muốn của rất nhiều người làm về âm nhạc cổ điển. Thế nhưng bây giờ để làm cách nào, con đường như thế nào và cách thức đi như thế nào để có thể đạt được cái mong muốn đấy, thì nó là cả một chặng đường rất là dài và rất là gian nan. Thế nhưng cũng hy vọng là với tuổi trẻ, với tâm huyết của tuổi trẻ, thì bạn Hiếu sẽ đạt được cái điều mình mong muốn trong một tương lai không xa. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phạm Thăng Long cũng như Nguyễn Trung Hiếu đều hiểu rằng để có thể giúp người nghe nhạc Việt mở lòng, bỏ qua những định kiến về một thứ âm nhạc quá hàn lâm, họ sẽ cần nỗ lực rất nhiều. Sẽ cần thêm những chương trình hay, những cách tiếp cận độc đáo để nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt. Trở về thường Việt Nam trong vòng 3 tháng qua, từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2015, thì mình mới nghĩ là thì mình cũng phải cố gắng thử sức xem là nếu như một loại hình như vậy, với một chất giọng như vậy, người Việt Nam chúng mình, người Việt Nam chúng ta có khả năng tiếp nhận hay không. Ngày 8 tháng 1 vừa qua, lần đầu tiên chùm ca khúc bất hủ Winterizer đã được Nguyễn Trung Hiếu lựa chọn để biểu diễn tại Việt Nam. Winterizer, chuyến đi mùa đông, là chùm ca khúc nghệ thuật được Frank Schubert viết nhạc phổ thơ của Wilhelm Müller trước cái chết sớm của ông lúc 31 tuổi. Chuyến đi mùa đông thể hiện một con đường bất định của một chàng trai phải đi sau nỗi đau khổ mất người yêu. Nhưng trên cả sự thất vọng bị ruồng bỏ, chuyến đi của anh đã tiếp diễn trên những chuyển động của tâm lý, những nuối tiếc,
sự cô đơn, sự dày vò, lạc lõng, và rồi lại hy vọng, quyết tâm và vùng dậy khỏi những gánh nặng trong tâm hồn. Thì cái câu chuyện của Divine Treasure nó rất là giống với cái câu chuyện của mình. Thế nên khi mà mình hát thì không chỉ hát 20 trên 24 bài đó, mà mình còn kể cho mọi người về cái câu chuyện của anh chàng sĩ tình đó. Tại sao anh lại có những cái cảm xúc như vậy? Tại sao anh lại có thể thức tỉnh? Và anh đi tiếp con đường của mình như thế nào? Con đường lựa chọn để thành công, để có thể sống trước đã, để qua được cái nỗi khổ của mình, và sau đó đi tiếp trên cả cái chặng đường của mình như thế nào. Thì trong cái lúc mà quá trình mà mình nói cho khán giả cũng như là trình bày cái 20 bài này, thì thực sự là mình cũng đang nói lên những cái câu chuyện của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà cái đêm nhạc Divine Treasure cũng được rất là nhiều khán giả ủng hộ. Thế đầu tiên là gì ạ? Thế là lần đầu tiên mà mình trong đêm nhạc của mình, Nguyễn Trung Hiếu cũng chính là MC, là người trực tiếp lên kịch bản và tổ chức sự kiện. Buổi biểu diễn của Hiếu cũng không hề dùng micro. Anh muốn những xúc cảm của âm thanh sẽ được vang lên một cách mộc mạc nhất. May mắn với giọng hát, nhiệt tình với đam mê và chân thành với cảm xúc, giọng hát opera Nguyễn Trung Hiếu đã thực sự chạm được vào cảm xúc của nhiều người xem. Mình thấy Hiếu là một người học rất là bài bản, cái kỹ năng của bạn ấy hát rất là hay. Mình có cảm giác là bạn ấy có cái presence, có cái độ độ có mặt ở trên sân khấu khá là cao. Về cái cảm xúc, ví dụ như bạn đi ra nước ngoài chẳng hạn, bạn sẽ thấy người nước ngoài, người ta, mình thì mình ở bên nước ngoài 11 năm, mình vừa mới về năm ngoái xong, thì cái cách người ta suy nghĩ, là người ta cảm xúc, người ta cảm nhận được những cái gì nó đang xảy ra ở trên thế giới. Chính vì thế mà mình thấy những cái buổi như này làm cho mọi người hướng lại về tâm hồn, hướng lại về bản chất thì rất là hay đối với cả người Việt như chúng ta. Nhiều bạn cũng là lần đầu tiên mà các bạn được nghe Divine Treasure, cũng là lần đầu tiên được nghe nhạc cổ điển, nhưng mà dần dần là các bạn đã khóc cùng với những cái câu chuyện của mình. Như vậy thì mình mới nghĩ rằng là nếu như mà các bạn chưa từng nghe nhạc cổ điển và cũng có thể cảm nhận được, vẫn có thể được xung động cảm xúc của mình bởi những cái tiếng nhạc trong Divine Treasure, như vậy thì chẳng có lý do gì mà mình lại có thể không đi tiếp trên con đường của mình. Mặc dù mình hiểu rất rất rõ rằng là đi tiếp trong vòng 3 đến 4 năm nữa là một con đường rất là dài trong một cái loại hình nghệ thuật thực sự là rất khó khăn này. Sự hứng thú của người nghe cũng chính là động lực to lớn cho Hiếu tiếp tục cố gắng trên con đường theo đuổi âm nhạc cổ điển của mình. Ngay sau đêm diễn này, Hiếu sẽ tạm xa Việt Nam để sang Thụy Sĩ, theo học chương trình thạc sĩ cấp cao về quản lý nghệ thuật tại Zurich. Và nhất định, anh sẽ sớm trở về quê hương cùng những dự án âm nhạc ý nghĩa và độc đáo, tiếp tục với hành trình đem nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam.